qua clip này. Nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bạn. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển lên. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bạn. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok.